anh chài lưới, sống với nhau im điềm hạnh phúc. Gia đình không giàu bằng nghề đánh bắt cá, hàng ngày ra biển giăng lưới, đánh bắt được bao nhiêu thì đem ra chợ đổi lấy gạo, đổi lấy đồ ăn về để nuôi sống. Và cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua, tháng ngày đi qua rất là yên bình. Đến một hôm hai vợ chồng chạy được một cái con cá chép rất là lớn. Hai vợ chồng mới khiêng con cá chép ra chợ để bán, nghĩ rằng phen này mình có khá là nhiều tiền. Trên đường đi ra chợ thì gặp một cậu ấm, trong làng gọi là ấm sức. Cậu ấm đó mới nói rằng: "Ô, hai vợ chồng mày bữa nay đánh được con cá mè to thế nhỉ?" Hai vợ chồng anh chài lưới mới nói rằng: "Dạ không thưa cậu, đây là con cá chép." Ấm sức trả lời: "Hai vợ chồng mày ngu như con bò, con này là con cá mè mà nói là con cá chép. Mà thương cá chép như con cá mè nó có khác nhau không ạ?" "Khác không? Thầy không có ăn cá, thầy cũng không biết. Thầy đọc câu chuyện sao thầy kể là y vậy thôi, chứ giờ nói con cá chép với con cá mè đưa thầy Minh Thiền thì ông cũng không biết rồi, phân biệt." Vậy thì mới thấy mình ngu như cậu ấm ở trong ngu như cậu ấm trong câu chuyện cá chép cũng không biết, cá mè cũng không biết. Hai vợ chồng nói đây là con cá chép thì cậu ấm mới nói: "Đây là con cá mè, tao nói với hai đứa bay đây là con cá mè." Mà thường mình thấy mấy thằng cậu ấm nó đâu có học, nó ngu, ngu thiệt đó chứ. Lúc mà hai vợ chồng anh chài lưới mới cãi giả qua lại với cậu ấm thì mọi người xung quanh mới sững lại. Thấy mọi người đông, bắt đầu cậu ấm nó lên mặt, nói: "Tao với hai vợ chồng mày cá độ đi. Nếu như đây là con cá chép thì tài sản của tao thuộc về hai vợ chồng mày. Còn đây là con cá mè thì tao không thèm lấy tài sản của hai vợ chồng mày, vì hai vợ chồng mày cũng chẳng có gì làm tài sản. Nếu đây là con cá mè thì vợ của mày thuộc về của tao, thuộc về tao." Hai vợ chồng anh chài lưới nghe nói như vậy thì sợ đâu dám. Nhưng mọi người xung quanh thì nói: "Cá đi, ăn là chắc. Đây là con cá chép, ai cũng biết đây là con cá chép. Đến đứa con nít lên 5 tuổi còn biết là con cá chép mà." Hai vợ chồng nghe mọi người xung quanh đốc thúc vô cái cá độ, bắt đầu làm một cái tờ cam kết: "Hôm nay là ngày tháng 5, vợ chồng tôi cá độ với ấm sức. Tôi nói đây là con cá chép. Nếu là con cá chép, quan xử cá chép thì tất cả tài sản ấm sức thuộc về tôi. Nếu đây là con cá mè thì vợ tôi thuộc về ấm sức." Làm tờ cam kết rồi chia ra mỗi bên một tờ, đưa cho người dân giữ một tờ để làm chứng. Hai vợ chồng đi về trong niềm vui, nghĩ rằng chắc chắn ngày mai mình sẽ thắng. Thưa với các vị, không có tiền nó cũng khổ. Ấm sức nó có tiền, cái chiều đó nó đem mớ vàng nó đi cửa sau gặp ông quan, đem lên quan trình bày: "Quan ơi, bây giờ cái số vàng này thuộc về ngài, nhưng mà giờ con muốn ngài phân xử là ngày mai mà có con cá ở trên công đường thì ngài cứ xử cho con đó là con cá mè, đừng xử con cá chép. Ngài chỉ cần nói đây là con cá mè là được. Câu nói đó của ngài, nhưng bao nhiêu vàng này có được không? Nếu mà ngài thấy thiếu thì con đưa thêm." Ông quan ông kêu: "Thôi, ta là quan liêm chính công minh, xưa giờ phân xử thì trắng là trắng, đen là đen, chứ bao giờ ta sống sai với lòng mình. Thôi, số vàng này chỉ là một nửa thôi, ngày mai ta xử nó con cá mè đem cho ta nửa nữa nghe." Vừa ngày mai mở một cái cuộc sự kiện ra, dân làng ùn kéo đến, trong lòng ai cũng vui mừng, ai cũng ghé ấm. Vì cái tên này á, nó cậy thế ỷ quyền vào cha nó, nhà có của có tiền, nó không xem ai ra gì hết. Nó hách dịch, nó làm khổ hết người này tới người khác. Đồ của người ta ở bán ở chợ nó thích thì nó tới nó lấy, nó ưng nó trả tiền, nó không ưng nó lấy nó ăn không, không trả tiền. Nó thích cho người này bán là bán, không là nó đuổi đi. Nó sống bị mọi người khinh bỉ, mọi người chán ghét, nghĩ rằng ngày hôm nay bao nhiêu tài sản của gia đình nó sẽ thuộc về vợ chồng anh chài lưới này.
Thưa với các vị, hai vợ chồng mới khiêng con cá bự thiệt là bự để dưới con đường. Ông quan ông ngồi ông xỏm vậy ông thấy, ông nói trong bụng, ủa cái thằng ấm nó ngu dữ, con này là con cá chép mà nó nói là con cá mèn, nó còn dám cá độ đem cả tài sản ra nữa. Nhưng mà thôi, mình là quan liêm chính, mình nhận tiền hối lộ của nó rồi, mình phải xử. Cái ông đứng dậy đập bàn, ông mới nói là ta đại diện cho công lý, cho tiếng nói, cho sự thật, ta tuyên bố ở dưới con đường đó là con cá mè chứ không phải là con cá chép. Vậy thì tai xử là ấm sức thắng, còn hai vợ chồng chạy lưới thua. Thôi tụi bay bãi đường đi. Lúc bãi đường thì bắt đầu ông mới quát ấm sức lại, còn số dạng nữa nó chiều nay mày đưa cho tao luôn nha. Làm quan cũng ngon. Tôi nghĩ tôi làm quan chắc tôi cũng ăn hối lộ rồi đó. Mau vào. Thưa, dân làng ngỡ ngàng nhưng không ai dám nói. Trước công đường, trước quan là một người quyền lực, mình nói ra biết mình có còn yên ổn hay không. Cho nên đành ngậm đắng nuốt cay, đành đau khổ cùng chia sẻ nỗi niềm với ấm sức, với vợ chồng anh chài lưới chứ quên nói ấm sức. Thế rồi thưa đúng đấy các vị, đúng như lời cam kết trong tờ giấy, vợ của anh chài lưới phải thuộc về ấm sức. Ấm sức đưa Kiệu Hoa đến đón nàng đi. Cái nàng lên Kiệu Hoa nàng khóc ròng rã, tức tối cho thân phận của mình, thương cho chồng của mình không biết làm sao. Nhưng nàng không chấp nhận làm vợ ấm sức, giữ dạng thủy chung, giữ cái tình cảm với chồng. Đi ngang qua dòng sông mà hai vợ chồng thường hay đánh cá đó, nàng mới cho gia nhân ngừng kiệu lại. Nàng mới nói đợi ta một chút. Thế là nàng đâm đầu xuống sông tự vẫn. Cái đám ma được tổ chức ra rất là buồn bã, ai đến đó cũng tiếc thương, ai đến đó cũng than khóc, nghĩ rằng cái chết này không phải là của vợ chồng anh chài lưới, mà cái chết này đúng ra là của ấm sức. Nhưng rồi người ta có tiền, người ta mua được quyền lực, mình là dân, mình nghèo khổ, mình chấp nhận phải thua người ta. Thời gian sau đó anh chài lưới cũng chẳng màng tới sự sống, mỗi ngày cứ ra bờ sông nơi chốn mà vợ mình tự tử đó, ngồi khóc ròng để tiếc thương, để chán nản cho sự đời, để chán nản cho thân phận của chính bản thân mình. Cũng trong buổi chiều anh đang ngồi khóc thương hoàng ngoại, định nhảy xuống sông tự vẫn để chết theo vợ á, thì lúc đó nhà vua mới vi hành đi ngang qua thấy anh khóc. Nhà vua mới hỏi, này chàng trai, tại sao ngồi đây mà khóc? Anh mới ngước mặt lên và nói rằng cuộc sống không còn ý nghĩa, đời sống này không có gì là công lý, đời sống này không có gì là lẽ phải, tôi tự khóc thương cho thân phận của tôi. Vua mới hỏi, tại sao anh lại nói đời sống không có công lý, đời sống không có lẽ phải? Anh có thể cho ta biết anh đã gặp chuyện gì? Thế là chàng thanh niên đánh cá mới kể lại tường tận sự việc. Vua mới nói, anh theo ta, ta cùng với anh đến quan phủ nhờ quan phủ xử lại. Anh thưa lúc đó là nhà vua giả dạng thường dân để đi vi hành mà, anh này đâu biết cái ông đối diện trước mình là vua đâu. Nhưng khi đến quan phủ thì quan phủ biết, ờ đây là hoàng thượng, vì mình đã nhiều lần vào triều để diện kiến cho nên biết. Mới quỳ xuống thì hoàng thượng mới nói, ông đem ra ông xử lại mọi việc cho ta. Đem ra xử lại. Khi xử lại thì xử cậu ấm thua, xử chàng trai này thắng, tất cả những tài sản thuộc về chàng trai này. Và rồi nhà vua mới là người xử cuối cùng. Nhà vua xử cho ấm sức một cái chết, xử cho vị quan ngu si, một vị quan không thanh liêm kia cũng một cái chết. Thưa quý các vị, anh chàng chài lưới phút chốc trở thành một người giàu có để nhận hết tất cả tài sản của ấm sức thuộc về mình. Nhưng rồi cuộc sống vẫn vô vị. Cái anh cần không phải là tài sản, không phải là của cái. Cái anh cần đó là gì ạ? Là một người vợ bên cạnh mình sớm hơn để chia sẻ ngọt bùi cay đắng. Lúc nghèo khó có vợ chồng bên nhau, bây giờ giàu mà vợ không còn, đời sống cũng vô vị. Người xưa họ chung thủy lắm, họ không có bước thêm bước nữa để đi kiếm người khác.
Chúng ta ngày nay đôi khi vợ chết chưa hết 49 ngày mình có bà khác rồi. Đôi khi có những ông chồng vợ chết cái ngồi bên cạnh quan tài khóc thúc thích thúc thích, khóc khóc dữ lắm, nghĩ là thương vợ lắm. Ai về hỏi ông sao mà bữa vợ ông chết ông khóc dữ vậy, ông nói đúng ra tao nói với nó đúng ra nó phải chết từ sớm chứ sao đợi tới bữa nay nó mới chịu chết. Khóc thương cho thân phận với những tháng ngày chịu đựng. Thưa đại chúng, từ câu chuyện chúng ta có thể rút cho nhau những bài học. Hình ảnh của những nhân vật ở trong câu chuyện là hình ảnh của tất cả chúng ta trong cuộc sống này. Ấm sức, mê sắc mà sống không có nhân nghĩa, không đạo đức. Hai vợ chồng chài lưới, mê tiền, quên đi cuộc sống của mình hiện tại như thế nào. Mình là một người nghèo khó, không có tiền, không có quyền, mà lại đi dám cá cược với một người có tiền, một người có quyền. Cũng là vì mê tiền. Vị quan kia là người phụ mẫu của địa phương, là người có ăn có học, đỗ đạt ra làm quan, nhưng rồi cuối cùng cũng bị vàng làm mù con mắt, xử sai với lẽ thật. Tất cả đều vì lòng tham, tham tiền, tham sắc, tham danh, điều đưa đến kết cục đau khổ. Cái cuối cùng của kẻ tham tiền ở trong câu chuyện này bị rơi đầu, đó là quan. Cái cuối cùng của kẻ tham sắc trong câu chuyện này cũng bị rơi đầu, đó là ấm sức. Cái cuối cùng của kẻ tham tài sản của người khác cuối cùng phải mất đi người thân, người thương, đó chính là anh chài lưới. Vì vậy trong cuộc sống này, bớt tham là bớt khổ. Tham nhiều chừng nào, khổ nhiều chừng nấy. Tham cái gì cũng khổ. Nên nhớ, tham cái gì cũng khổ. Cho nên khi chưa học đạo, chưa thấm nhận được giáo lý của Đức Phật, chúng ta cứ nghĩ rằng phải gom góp thật nhiều về cho mình, đó mới là người thông minh. Nhưng đến khi ta vỡ lẽ từ lời dạy của Thế Tôn mới biết rằng buông xả mới thật sự là trí tuệ. Buông xả nhiều chừng nào, đời ta càng thông dong nhẹ nhàng chừng ấy. Càng ôm ấp nhiều chừng nào, ta càng đau khổ chừng ấy. Vì vậy trong câu chuyện này chúng ta cho nhau một lời nhắn nhủ ngắn gọn thôi: tham nhiều khổ nhiều, tham ít khổ ít, không tham là không khổ. Đồng ý không? Nhưng có một cái tham không khổ nha. Biết tham gì không? Tham thiền, tham tu không khổ. Nhưng khổ cái người ta tham tiền thôi chứ không tham thiền. Người ta tham sự đời, tham đấu tranh chứ không tham tu. Cho nên mình ngồi mình nghiệm, nếu như chúng ta dành thời gian, dành tâm tình, mà khi mình để vào chuyện hơn thua phải quấy được mất, dành hết tất cả năng lượng đó cho sự tu tập, chúng ta thành Phật ngay. Thành Phật ngay. Ngày xưa Đức Phật với chư Thánh là vì không nghĩ đến chuyện đời, toàn tâm toàn ý cho chuyện tu tập. Chứng Thánh lẹ lắm. Chúng ta đọc trong lịch sử có những cái sự tích về các bậc thánh chứng đạo, những bậc thánh giải thoát, giác ngộ. Mình thấy sao đơn giản quá vậy. Nghe một câu cái giác ngộ, tham thiền một buổi cái giác ngộ, tu mới có mấy ngày cái được thành thánh giải thoát. Còn chúng ta ngày nay tu nhiều lắm, mất nhiều thời gian, không thành thánh, không giải thoát, không giác ngộ. Là vì sao? Ta dành cái thời gian để phán xét chuyện đời, đeo đuổi, ôm ấp chuyện đời nhiều hơn là chuyện đạo. Dành thời gian cho chuyện tu tập, tham thiền, tụng kinh, niệm Phật, trì chú. Dành thời gian cho chuyện lắng động tâm thức rất ít. Nhưng dành thời gian để làm cho tâm thức sao động,
dành thời gian để đeo đuổi cái này, để nắm bắt, để ôm ấp cái khác, cái nọ, cái kia nhiều lắm. Sao giác ngộ được? Sao giải thoát được? Sao hết khổ được? Mình đọc qua lịch sử mình thấy ngày xưa chứng thánh như dẫn chơi vậy đó. Đến hỏi ông thầy một câu, ông nói phán một cái. Rồi thế nào là đại ý của Phật Pháp? Ông thầy ông phán một cái là quay lại mình thì mới hiểu đại ý Phật Pháp, người nghe sáng được đạo. Hỏi tổ thế nào là tu, phản quan tự trị, bổn phận sự, bất tùng tha đắc, sáng được đạo. Có những vị đến Đức Phật, Đức Phật nói thiện lai tỳ kheo, bỏ hết dục vọng đi con, trở về sống với chân tâm của mình, sáng được đạo, giác ngộ giải thoát. Chúng ta bữa nay nghe quá chừng chừng luôn, học quá trời quá đất luôn, học nhiều hơn người xưa luôn. Sáng chuyện đời, chuyện đạo tôi thui. Sáng chuyện đời là sáng chuyện gì? Giỏi lắm cái đấu tranh, giỏi lắm cái giành giật, giỏi lắm cái hơn thua với người khác. Bây giờ chịu thua ai á, cãi lộn cũng phải cãi hơn, lém lĩnh cũng phải lém lĩnh hơn, cái gì mình cũng muốn hơn người hết. Khó tu, sáng không nổi, sáng không nổi. Nói thì nói vậy để mình khích lệ nhau tu, chứ không phải nói để trách móc nha. Đừng có xuống nói với thầy Trung Tòng, mốt đừng có mời ông thầy Minh Thiền về giảng. Ông đó lên cứ ngồi ông nói cái gì, ông trách móc người này, ông trách móc người kia. Không có. Mình nói để mình thấy cái xấu, phơi bày cái xấu của nhau ra, để cố gắng mà tu. Đó là mình đang biết cúi đầu mình xuống trước những lỗi lầm, cúi đầu mình xuống để chấp nhận những thứ đang diễn ra để làm tốt nó hơn, chứ không phải ghét bỏ nhau đâu. Trong cuộc sống này cần lắm những người có quyền, những người có tiền, có được đạo đức, có được cái nhìn sáng suốt, để đời sống của những người là những người dân thường, những người phó thường dân như chúng ta được bảo bọc, được nâng đỡ. Những người có quyền, những người có tiền, họ không có đạo đức để song hành, không có trí tuệ để song hành những người dân thường chúng ta khổ. Bởi vì họ sẽ ban ra những chính sách, những luật lệ hà khắc, gò bó, mà trở thành gông cùm cho tất cả chúng ta. Vị quan kia nếu như là một vị quan phụ mẫu anh minh sáng suốt, sẽ trị tội cái tên ấm sức ngay, vì nó là người lộng giả thành trơn, thay đen thành trắng. Nhưng khổ một nỗi, ông là quan có quyền trong tay, nhưng ông bị vàng nó làm mù con mắt. Chỉ mong rằng trong tất cả mọi quốc gia, mọi xã hội, những người lãnh đạo, những người có quyền lực, hãy dành tâm tình của mình lo cho dân, cho nước, thì dân được yên bình, đất nước phát triển. Đừng dùng quyền lực của mình có mà hà khắc làm khổ người dân. Đừng dùng quyền lực của mình để đưa ra hay là ban hành những chính sách để làm cho người dân phải đau khổ bởi những gông cùm ích kỷ mà bản thân người đó tạo ra để cho người khác phải phục tùng, để cho người khác phải trở thành công cụ, trở thành nô lệ để kiếm tiền cho họ. Này không dám nói nhiều, nói nhiều không được, nó phải biết chỗ dừng. Thôi mình cứ cầu mong mọi thứ tốt đẹp đến với tất cả mọi người trên thế giới, đến với những người dân trên quê hương Việt Nam của chúng ta. Chúng ta sẽ rất tự hào, rất vui vì có những vị lãnh đạo sáng suốt, tài ba. Đó là cái phước của chúng ta đó. Thưa với đại chúng, hôm nay có dịp về thăm đại chúng để chia sẻ đôi điều. Nãy giờ chắc cũng hơn một tiếng rồi đúng không ạ? Hơn chưa? Tại vì không có cái đồng hồ cho nên không biết giờ để nói.
nói nói mà nó quá giờ cái là mai mốt thầy ổng không mời nữa. Tại có cái chỗ kia mình đi giảng á, thầy trụ trì ổng nói là thầy giảng được một tiếng, tại sao cái thời gian đó là con cho Phật tử niệm Phật với cúng ngọ, mà mình lên bàn giảng là không có cái đồng hồ, cái mình nói tiếng 45 phút, cái xuống thì thầy trụ trì mình thấy lúc đầu mình tới chùa ổng cười cười, sao lúc sau này không thấy ổng cười. Cái nói chuyện xong con nói thầy giảng xong giờ con cho Phật tử ăn cơm luôn chứ còn cúng ngọ với niệm Phật gì nữa. Nên nói kinh nghiệm. Vì vậy thì thưa với đại chúng, ta tóm ý lại rồi chia tay nhau ở đây, nhưng nói nhỏ điều này nha, 10 tháng rồi mình mới quay lại đây á, mình giảng hồi tháng Giêng, tới nay là tháng 11 là 10 tháng rồi. Mình cứ nghĩ trong bụng chắc mình giảng dở quá, thầy trụ trì ở đây cũng không mời, sao không biết đường. Lo buồn buồn. Cái hôm bữa trước cái mình mới giả bộ, mình tình cờ mình nói là thầy ơi thầy có ở chùa không, con đi công việc con ghé thăm thầy xí. Đúng thiệt mình ghé mình thăm ổng chứ, thăm ổng để ổng nhớ mình, mình có biết ông Minh Thiền nè, mời ổng giảng một cái sao ổng vui. Đúng. Cái cũng nhờ cái lần đi thăm đó mà có cuộc gặp đại chúng hôm nay, chứ không đi thăm dễ gì. Cũng quên tôi luôn, cũng quên tôi luôn. Thưa đại chúng, trong buổi nói chuyện hôm nay, Minh Thiền muốn gọi đến đại chúng điều thứ nhất, đó là chúng ta chấp nhận hài lòng với mọi thứ để đời sống mình được bình an. Điều thứ hai là càng ham muốn nhiều thì càng đau khổ.